Trời ơi, mẹ làm con giật mình mà. Con mới làm mẹ giật mình á. Đang làm bác sĩ, tự dưng bỏ đi làm biên kịch. Giới thiệu cho cái người đàng hoàng thì không chịu, đi quen một thằng tài xế là sao? Mẹ nói gì vậy mẹ? Nè, đừng có giấu giếm tôi nữa nghe. Tôi thừa biết cái thằng mà chở cô về bữa hổm á, thực ra nó là tài xế của quán cà phê chứ không có xe ôm, xe yết gì hết. Không phải vậy đâu mẹ, mẹ hiểu lầm rồi. Ở đây không có chuyện hiểu lầm. Tôi cảnh cáo lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, không được qua lại với cái thằng đó nữa. Nếu mà cãi lời tôi thì đừng có trách tôi nghe chưa? Mẹ! Mẹ con! Đón xem Gạo nếp gạo tẻ, bộ phim của gia đình Việt năm 2018, lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2.